các bạn, tôi là Bùi Thị Phượng, thạc sĩ chăn nuôi, hiện đang làm việc tại phân viện chăn nuôi Nam Bộ. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới bà con và các bạn kỹ thuật chăn nuôi cút thương phẩm áp dụng công nghệ cao. Hiện nay thì chim cút đang được nuôi khá phổ biến ở nước ta. Nuôi chim cút có nhiều đặc điểm lợi sau: vốn đầu tư ít, không cần nhiều diện tích để xây dựng chuồng trại, chi phí thức ăn không lớn nên hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Thời gian để có sản phẩm bán ra thị trường nhanh, nuôi chim cút sau 30 ngày là đã có sản phẩm bán ra thị trường. Đồng thời với giá thành hợp lý và nhu cầu tiêu thụ chim cút ngày càng tăng nên nuôi chim cút có tiềm năng lớn tại các địa phương hiện nay. Để đàn cút khỏe mạnh đạt năng suất cao thì bà con cần chuẩn bị tốt các điều kiện chăn nuôi thương như sau. Thứ nhất là về chuồng trại, xác định vị trí để xây dựng chuồng trại. Trước khi xây dựng chuồng trại thì chúng ta phải xác định vị trí xây dựng chuồng trại, tức là chuồng trại phải xây dựng cách các cái công trình công cộng như là trường học, bệnh viện, khu dân cư và các cái nguồn nước sinh hoạt là tối thiểu là 100m. Thứ hai là chuồng trại thì phải có tường rào bao quanh, không cho người và súc vật khác qua lại để tránh lây lan mầm bệnh. Khi xây dựng mỗi trại thì bà con cần chú ý cần phải xây dựng các cái khu xử lý chất thải, các cái khu vực kỹ thuật riêng, cổng ra vào trại và trước các dãy chuồng thì phải có hố sát trùng, có đường thoát nước riêng và chuẩn bị đầy đủ các cái dụng cụ chăn nuôi trước khi tiến hành nuôi. Trang trại thì cần phải có kho thức ăn và thuốc thú y riêng. Không được để thức ăn và thuốc thú y chung với nhau. Thứ hai là cần phải có kho cám riêng. Để xây dựng chuồng thì hiện nay người ta thường sử dụng là chuồng lồng để nuôi chim cút. Đối với kích thước chuồng lồng thì hiện nay thường sử dụng là 1x0.5x2m làm bằng khung lưới thép hoặc khung gỗ và lưới vuông 1cm để chim dễ di chuyển. Mỗi chuồng như vậy thì có thể là nuôi được 20 đến 25 chim cút mái. Và nền chuồng thì không được trơn và phải có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, có độ dốc từ 3 đến 5 độ đối với chuồng nền. Khi chọn giống thì bà con chú ý chọn mua giống ở những cơ sở uy tín, đảm bảo an toàn về vệ sinh, đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Bà con chú ý là khi mua con giống thì mua ở những cái nơi mà uy tín, an toàn dịch bệnh và có giấy chứng nhận của cơ quan thú y. Đối với chim cút thì ta chọn những con có trọng lượng từ 6 tới 8 gram trở lên, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tinh anh, không bị dị tật, hở rốn, không chọn những con cút nở chậm. Nuôi chim cút rất là quan trọng, bà con chú ý giai đoạn úm. Giai đoạn úm tốt thì nó là tiền đề cho sự sinh trưởng và phát triển sau này của con cút. Về chuồng úm thì phải che chắn kỹ, tránh gió lùa và bà con chú ý nhiệt độ úm cút. Ở từ 1 tới 3 ngày thì chú ý nhiệt độ từ 38 tới 35 độ C. Từ ngày thứ 4 tới ngày thứ 7 thì nhiệt độ từ 34 tới 32 độ C. Từ ngày thứ 8 cho đến ngày thứ 14 thì nhiệt độ từ 31 cho tới 28 độ C. Và chú ý trong những ngày tiếp theo thì không cần úm cút, trừ trường hợp thời tiết nhiệt độ dưới 24 độ C thì bà con mới cần sưởi ấm cho cút. Về mật độ nuôi thì tùy vào giai đoạn và tùy vào kiểu chuồng. Đối với chuồng nền thì đối với tuần đầu tiên thì nuôi với mật độ là 200 con trên 1m2. Đối với tuần thứ 2 thì với mật độ là 100 con trên 1m2. Đối với tuần thứ 3 thì mật độ là 50 con trên 1m2 và tuần thứ 4 mật độ là từ 35 tới 36 con trên 1m2. Đối với giai đoạn sau úm thì bà con chuyển cút lên chuồng lồng. Khi mà lên chuồng lồng ấy thì máng uống thì có thể dùng máng uống tự động, còn máng ăn thì có thể là bố trí đằng trước hoặc đằng sau mỗi dãy chuồng để cút tự thò đầu ra ăn. Về chế độ chiếu sáng cho cút, cường độ chiếu sáng đến 21 ngày tuổi chỉ cần ánh sáng mờ với cường độ là 0.7 đến 0.8 W trên 1m2 nền chuồng. Và ánh sáng thì phải được phân bố đều trong chuồng nuôi và sử dụng loại đèn công suất thấp. Chú ý không được sử dụng loại đèn công suất cao bởi vì sẽ gây căng thẳng cho chim. Đối với thức ăn cho cút thì phải sử dụng thức ăn tươi ngon, tránh bị nấm mốc bởi vì chim cút rất dễ bị ngộ độc. Và nước uống thì phải đảm bảo yêu cầu về các vệ sinh thú y. Điều mà bà con cần chú ý khi nuôi cút là
Cần hạn chế bắt chim cút vì chúng rất nhút nhát và hoảng loạn, bị stress khi bắt chim. Hàng ngày thì chúng ta cần theo dõi trạng thái sức khỏe của chim cút. Cần chú ý chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đặc biệt lưu ý hơn khi có sự thay đổi về thời tiết, dịch bệnh xảy ra để có thể hạn chế chim cút bị mắc bệnh. Bà con chú ý phải thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh thú y như sau. Đối với hố sát trùng ở trước mỗi cửa chuồng thì chúng ta phải thay hàng ngày. Và đối với khách tham quan thì phải được mặc quần áo bảo hộ trước khi vào trại. Đối với các xe khi vào trại thì phải sát trùng tất cả các cái xe khi vào trại và phun xịt sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại, khu vực chuồng nuôi định kỳ 1 tuần 1 lần tùy theo tình hình dịch tễ của trại. Đối với từ 1 tới 3 ngày tuổi thì bà con tiêm vaccine phòng chống Newcastle và B1 Colin để chống stress cho cút. Từ 5 tới 10 ngày tuổi thì tiêm phòng chống cầu trùng. 12 ngày tuổi thì tiêm vaccine phòng chống CRD và thương hàn cho cút. 20 ngày tuổi thì bà con cho uống vitamin để tăng sức đề kháng cho cút. Trên đây tôi đã trình bày toàn bộ quy trình chăn nuôi cút thương phẩm áp dụng công nghệ cao. Bà con nào có quý vị quan tâm xin liên hệ với phân viện chăn nuôi Nam Bộ.